đang giả bộ rước đèn trung thu như ở Việt Nam vậy đó. Ước gì ở Mỹ cũng được rước đèn. Có mà em, ở Phước Lộc Thọ đó. Tết Trung Thu sắp về rồi, một hội chợ vui nhất trong năm với nhiều lồng đèn, gian hàng, các món ăn hấp dẫn, chương trình văn nghệ đặc sắc, phong phú, trò chơi và các cuộc thi hào hứng thú vị cho mọi lứa tuổi trong gia đình. Hội chợ Tết Trung Thu tổ chức tại bãi đậu xe phía trước Phước Lộc Thọ vào ngày thứ Bảy 15 tháng 9 từ 2 giờ chiều. Phát hình trực tiếp trên đài Little Saigon TV, băng tần KDOC 56.7 và LA 18.9, Canada và toàn quốc Hoa Kỳ trên hệ thống Galaxy 19 và live streaming trên website littlesaigontv.com. Kính mời quý vị và các em cùng tham gia, vào cửa miễn phí. Mọi chi tiết bảo trợ chương trình hoặc quảng cáo xin gọi 714-979-9562, 979-9562. Các bạn ơi, nhớ đến hội chợ Tết Trung Thu ở Phước Bình Hải